Chào tất cả mọi người, hôm nay thì Trung sẽ nói về một cái tuổi nữa theo yêu cầu của những người mà sinh 1979 ha, nam nữ xem chung. Thì nói về cái tuổi mà 1979 đó, có những cái đặc điểm gì mà đặc biệt? Thì thầy Trung chia sẻ đây là nói về cái những cái đặc biệt của cái tuổi Kỷ Mùi thôi. Những cái clip khác như là cô Tiến hay những cái người hay là những thầy mà xem trên mạng ta nhiều, ta nói thì khen tặng hay là cái gì đó, nhưng mà thầy Trung chủ yếu là xem những gì cái kinh nghiệm của thầy Trung thôi ha, kinh nghiệm thầy Trung về cái tuổi đó có đặc điểm gì tốt, đặc điểm gì xấu, có cái gì đặc trưng về cái tuổi này. Chứ thầy Trung cũng không phải thí dụ như mà thí dụ người khen quá hay ca ngợi quá, thì thầy Trung đây là thường thường là xem những cái điểm gì mà thường thường nó cái khuyết điểm nhiều hơn là ưu điểm, để đây chi để mình sửa ha, để mình biết được mình sửa mình sẽ biết được cuộc đời của mình cái tuổi như vậy. Tại mình sanh cái năm 1979, mạng là thiên thượng quả. Thiên thượng quả là ánh nắng mặt trời ha. Ánh nắng mặt trời là sao? Cứ là ban rọi chiếu xuống. Thì những cái người mà 1979 nếu mà đi làm những công việc về và xã hội, công viên chức thì tương đối nó ổn hơn là công việc gọi là những ngành nghề khác. Tại vì cái tánh của những người mà mậu ngọ này nữa thì ra ngoài ngoài xã hội thì nói chung là cũng khó bích lòng ai lắm. Họ sống nói chung là họ cũng hòa đồng. Riêng về cái tuổi mà nam 79 thì đặc biệt cái tuổi này thì thường cũng phải dính vô tướng đồ tượng. Thì thầy Trung khuyên những ai sanh 1979 trong cái tứ đổ tường thì nên phải chừa nha, phải chừa ra, tại vì gia đạo cũng bất hòa về vấn đề gọi là cái tuổi mà Kỷ Mùi này nam hay có tính chất ở ăn chơi tứ đổ tường trong đó thì cũng sẽ có dính. Đối với cái tuổi này thì gia đạo cũng bất hòa, vợ chồng kém hòa khí, con cái thì cũng cần phải lo, không được bỏ bê. Thì đối với tuổi Mùi này á, thì cũng không có tính gì mà gọi là nói gì mà xấu dữ hay sao, nhưng mà có cái bản tính là cũng thích ăn chơi, nhưng mà tính họ thì sao, không có thể hiện bên ngoài, hà lầm lì lì, nhưng mà làm theo ý ý của họ, họ cũng không có sợ vợ đâu, tại vì chữ kỷ là nó thuộc về thổ, mùi cũng thổ luôn, thì tính chất của nó là sao, trung hòa, nó không xì hơi, mà cái tính chất họ cũng rất là lì, nói làm. Thì còn đối với mà nữ nữ 79 thì cũng nói về tình duyên. Đối với nữ thì tình duyên cũng rất lận đận nha. Cái gì cũng được hết, tại vì đối với người chữ kỷ là người sao, cái gì cũng kỹ lưỡng, cái gì cũng chu đáo, nhưng mà về tình cảm thì nó không được chu đáo cho lắm. Mà đặc biệt đối với nữ tuổi Kỷ Mùi về tình cảm họ không thể thiếu tình cảm được, bởi đôi lúc á, cái công danh sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi nó ảnh hưởng đến sự nghiệp, tình duyên mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, thăng tiến hay là thất bại cũng là do tình duyên. Tình duyên, tình yêu nam nữ thì dòng người có vậy đó, công việc rất là tốt, mà khi mà vì yêu đương hay gì một cái tình cảm thất, thất tình gì đó là có thể là bỏ bê công việc đó. Thì đối với những người mà như vậy thì đối với nữ thì thầy Trung khuyên tình cảm là tình cảm, việc làm là việc làm, mình nên phải bỏ.
Nữ rất đào hoa nha, rất đào hoa. Tuổi này cũng yêu sớm mà cũng rất là nhiều mối tình. Tuổi Kỷ Mùi ít khi nào mà một mối tình mà thành công lắm. Khi nó cái tuổi này, Kỷ Mùi thì bữa nay năm nay là cũng là 40, 43. Ha, 43. Sang năm cũng 44 rồi. Nhưng mà những người vẫn vẫn còn tình duyên cũng rất là lận đận. Về cái mà giao tiếp xã hội thì đối với tuổi Mùi thì nam nữ cũng vậy, họ nó cũng du mì, họ cũng rất là lịch sự, rất là lịch sự, nhã nhặn, cũng khó làm đồng ai. Nhưng mà họ là cái bức bình phong thôi, họ thể hiện cái bên ngoài. Khi đôi cái những cái gì họ cũng khó tâm sự ra ngoài được, họ bộc bạch, họ giấu bên trong. Có hai mặt, giữa nội tâm và bên ngoài. Bên ngoài là sự che đậy, bên trong là sự chân thật. Nó trái. À, thì những cái người mà tuổi Kỷ Mùi thì những nam hay nữ thì đều cũng có tính đào hoa hết. Đào hoa mà hoa này tại vì đối với cái tuổi này đào hoa ở Tý, hoa nở về đêm, hoa thầm kín. Thì đối với hoa nở về đêm thì gọi thường thường thì tuổi này thì cũng có những cái mối tình gọi là, thì nói nghe thì nó cũng hơi có gọi là tính chất hơi là vụng trộm á. Thì họ cảm giác họ thích hơn. Bản thân của họ là mạng là thiên thượng quả, là ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời ban ngày đã ban phát hết rồi thì ban đêm thì họ lãng mạn hơn đó. Nhưng mà cái tuổi Kỷ Mùi này họ thích sống về đêm hơn, ban đêm họ thông minh, họ sáng suốt hơn. Thì đối về cái về tiền bạc cũng vậy, đôi lúc họ cũng tính toán rất là cẩn thận, xài đồng tiền rất kỹ. Nhưng mà đó khi mà nó đã hao, khi họ mà đam mê một cái gì đó thì họ sẽ hao, họ không bao giờ họ tiếc. Đặc biệt là vậy, họ hao không bao giờ họ tiếc, nhưng mà họ xài tiền rất là cẩn thận. Đối với thí dụ như là thì vợ chồng con cái cha mẹ anh em ngoài thì họ xài rất là theo nguyên tắc, nhưng mà họ đam mê, gọi là ta nói khi mà đã chịu chơi thì hao tốn bao nhiêu họ cũng không tiếc. Đặc điểm của cái tuổi này là nó cũng nó như vậy. Còn nói về cái sự nghiệp thì cái tuổi Kỷ Mùi thì khi mà thăng tiến lên quá thì cũng thăng tiến, nhưng mà thăng trầm thì cũng có, cứ lình bình là nhiều. Trội lên thì không trội, xuống thì không xuống. Nhưng mà đặc biệt có một cái tuổi Kỷ Mùi nè, được có một cái là họ sao chịu đựng. Đối với nam thì chịu đựng, nhưng mà đối với nữ thì khả năng chịu đựng của nữ thì nó kém hơn. Thì đối với cái hạn mà thì chúng tôi là thí dụ năm nay là năm 43 sang năm 44 ha, 44 ha, thì đối với nam á, thì nó xấu hơn nữ. Sang năm đối với nữ thì họ sẽ có lộc bất ngờ, sẽ có tài. Còn đối với nam thì sẽ bị hao tài, nhất là có thể là đi những chuyến đi du lịch hay là những gọi là hao tài cho đi lại, hao tài xe cộ. Thì đối với nam sang năm, đối với năm dần thì đối với tuổi Kỷ Mùi xấu hơn là nữ nha. Nữ người ta hưởng được lộc. Nam thì phải cẩn thận hao tài. Thì đối với nhà cửa, thì nhà cửa thì đối với cái tuổi Kỷ Mùi 79 thì nam nữ đều nói cũng là cung chấn hết, cũng là đông tứ trạch. Thì so với những người khác
thì 2 tuổi này thí dụ như tuổi mùi, tuổi mùi thì có thể là cũng lấy nhau được, tại vì cùng về một cung phi là cung cung trắng hết ha. Thì còn cung mạng thì nói về nó thì nó cũng là cung tốn, cũng đông, thì nói với tuổi này thì về phong thủy nhà cửa thì nên hợp về gọi là chính đông, chính nam, chính bắc và đông nam là 4 hướng hợp. Thì khi mà ta làm ăn hay gì đó, hay mở cơ sở hay là xây bếp lò đầu giường thì ta cũng xây đầu về 4 hướng đó, là 4 hướng đại cát, đại lợi, hưng vượng, tài lộc phát tài, tâm cầu sở đắc, mọi sự được như ý. Còn khi mà chúng ta quay ngược lại nha, là nó gặp nhiều sự phiền phức, hao tài, cẩu thiệt, thị phi, gia đạo bất hòa, làm ăn khó khăn. Thì đã đối với nó có tuổi mùi rồi đó, hợi mão mùi thì đào hoa ở tí. Thì đối với người mà muốn tình duyên ham, thí dụ những người mà đã tình duyên hơi lận đận thì ở nơi chánh bắc thì chúng ta nên gọi là treo bức tranh, những đóa hoa hồng hay là bức bình phong hay là cái bịch bông hay là hình một cái gia đạo, để lúc nào cho gọi là hóa giải đến để gọi là phong thủy hơn, để gia đạo bình an. Thì chung cũng tóm lại về sức khỏe thì đối với nam thì cẩn thận gọi là lục phủ ngũ tạng dễ bị bệnh đau yếu ha, tại vì chữ kỷ ha, là nó cũng thuộc về đạo bao tử ha, thì lục phủ ngũ tạng thì phải cẩn thận. Thứ hai nữa là mạng gọi là thương thiện quả thì cẩn thận về máu huyết. Thì chung cũng chia sẻ về cái tuổi kỷ mùi tới đây thôi. Thì có 2 đặc điểm để cần ghi nhớ. Tóm lại tuổi mùi, thứ nhất tuổi mùi trong tứ đổ tường thì chúng ta phải nên hạn chế bớt. Còn đối với nữ về đường tình duyên thì cũng phải cân nhắc cẩn thận, đường về tình duyên và nó cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp ha. Vậy thôi, nam thì tứ đổ tường, nữ thì ảnh hưởng với từng tình duyên, thì bỏ được 2 cái này mà ta sửa được thì cuộc đời nó rất là ok. Còn mỗi người mà thí dụ như là ngày sanh tháng đẻ nữa thì cuộc đời sung sướng, giàu có hay là cơ hàn thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi gia đình, rồi ngày sanh tháng đẻ nơi mình ở nữa. Thì mọi người ai mà có thắc mắc về tuổi kỷ mùi thì liên hệ với thầy Trung ha, qua Zalo 0909 49 08 52. Mọi thắc mắc có gì thì comment dưới thì thầy Trung có thể trả lời những cái đơn giản. Thì thầy Trung cũng xin tạm dừng cái clip nói về tuổi kỷ mùi. Thì hy vọng sang năm mới thì Trung chúc gọi là tuổi kỷ mùi phát tài. Còn đối với nam thì phải nên cẩn thận vấn đề về là túi tiền của mình. Còn đối với nữ thì sẽ được hưởng một cái lộc gọi là của năm mới ha, năm nhâm dần. Thì chung gọi là xin hẹn gặp lại và lần sau về thêm một cái tuổi clip nữa để nói về tất cả gọi là tất cả các tuổi, xin mọi người cùng đón xem ha. Thì chung xin tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau nha.